sử dụng hút khách tháng 6. IPHONE7 Plus Giá tham khảo 8,2 triệu đồng Không chỉ ở thị trường chính hãng, IPHONE7 Plus ở thị trường đã qua sử dụng cũng là mặt hàng hot nhất hiện nay với mức giá dao động ở mức 8-8,3 triệu đồng. Đây là một mức giá dễ chịu đối với người dùng trẻ hiện nay, đặc biệt là sinh viên có thể mua sắm. Với mức giá trên, IPHONE7 Plus có tính cạnh tranh so với các đối thủ khác từ thương hiệu cho đến độ ổn định của sản phẩm. IPHONE7 Plus trang bị hệ thống camera kép với một ống kính góc rộng tiêu chuẩn và máy ảnh thứ hai là một ống kính tele cho phép zoom quang học lên đến X, nó cũng có khả năng lên đến 10 XZOOM kỹ thuật số. Bộ đôi camera này có ống kính F trên 1.8 và cho khả năng ghi nhận ánh sáng cao hơn 50% so với thế hệ trước, đồng thời, tốc độ chụp nhanh hơn 60% và tiết kiệm năng lượng hơn. Ở mặt trước, IPHONE7 Plus cũng nâng cấp camera phụ lên 7MPX và một màn hình 5 5 INCH đạt độ phân giải Full HD 1920x1080 PIXL. Về mặt cấu hình, IPHONE7 Plus sử dụng vi xử lý thế hệ A10 FUSION hoàn toàn mới, RAM 3GB và bộ nhớ bắt đầu từ 32GB. 128GB và 256GB hiệu suất của máy được hãng cho biết nhanh hơn 40% so với thế hệ A9 đang được sử dụng trên IPHONE 6S. Vì xử lý đồ họa trên bộ đôi iPhone mới cũng nhanh hơn 50% so với vì xử lý đồ họa trên IPHONE 6S. SAMSUNG GALAXY S9. Giá 7,5 triệu đồng. Đây cũng là mẫu smartphone đã qua sử dụng được người dùng lựa chọn khá nhiều trong thời gian qua vì mức giá khá mềm so với cấu hình được trang bị. GALAXIS9 được hãng này trang bị một màn hình cong tràn cạnh vô cực với kích thước 58INCH, công nghệ Super AMOLED với độ phân giải 2K tỷ lệ 18,5, 9, 2960x1440. Bên trong, máy có thế hệ vi xử lý Exynos 9810, RAM 4GB, khả năng kháng nước. Kháng bụi IP68 và sạc không dây đặc biệt. Đáng chú ý khe thẻ nhớ mở rộng lên đến 400GB với thẻ nhớ rời MicroSD. Thế hệ smartphone này cũng được cải tiến camera đó là camera khẩu độ kép. Đây được xem là thế hệ smartphone đầu tiên trên thế giới có khẩu độ linh hoạt. Tương tự cách bóng mắt con người co và giãn, khẩu độ kép Dual Aperture F1.5 F2.4 của Samsung tự động đón nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện tối và ít sáng hơn khi quá rực sáng, giúp chụp ảnh luôn sắc nét và rõ ràng. Ngoài ra, hệ thống camera này còn nổi bật là chế độ quay siêu chậm super slow, mo có khả năng thu được 960 khung hình trên giây, cho ra những thước phim tốc độ siêu chậm. IPHONE8 Giá 8,9 triệu đồng Đây cũng là một sản phẩm đáng chú ý hiện nay trong phân khúc smartphone đã qua sử dụng. Nhiều người yêu thích dòng máy màn hình nhỏ, dễ cầm nắm thì sự lựa chọn khá nhiều cho phiên bản iPhone 8 của Apple với mức giá mềm mại so với trước. IPHONE8 là phiên bản hoàn toàn mới, nâng cấp khá nhiều so với thế hệ iPhone 7 dòng sản phẩm mới sử dụng chất liệu kính cường lực thay thế cho khung kim loại nguyên khối như trước. Thế hệ iPhone này cũng khá mạnh mẽ với bộ vi xử lý A11 Bionic hoàn toàn mới, nhanh hơn 25% so với lõi xử lý hiệu suất trên A10 trước đây và 4 lõi hiệu suất thấp sẽ nhanh hơn 70% so với các lõi xử lý hiệu suất thấp của A10. Ngoài ra, Apple trang bị tính năng sạc không dây tương thích chuẩn chi trên mẫu sản phẩm này có khả năng sạc đầy 50% dung lượng pin chỉ với 30 phút. Huawei Mate 20 Pro Giá 10 triệu đồng Ở mức giá dưới 10 triệu đồng, Mate 20 Pro đang được nhiều người dùng quan tâm với khả năng chụp ảnh đáng chú ý của nó. Trong đó, hệ thống camera trên smartphone cao cấp này bao gồm một camera chính 40MP khẩu độ f trên 1.8 tiêu cự 27mm, một camera siêu rộng 20MP. F trên 2216mm và một camera tele 8MP cho khả năng zoom quang học 5X. Thế hệ này cũng có cấu hình khá mạnh với điểm nhấn là con chip Kirin 980, bộ xử lý, system on chip, SOC, có hiệu suất cao nhất của Huawei từ trước đến nay. Công chip này được sản xuất trên tiến trình 7NM hiệu suất mạnh hơn 75%, GPU mạnh hơn 46% và NPU mạnh hơn 226% so với thế hệ cũ. Ngoài ra, Mate 20 Pro dùng một màn hình OLED có thiết kế màn hình cong tràn cạnh với kích thước màn hình lên tới 6,4 inch với độ phân giải 2K+. cộng. Màn hình này thú vị ở điểm có thêm cảm biến vân tay trong màn hình, cho phép người dùng có thêm nhiều tùy chọn mở khóa và bảo mật thiết bị. Gia Hưng